Đồ chơi an toàn cho trẻ em là những đồ chơi đảm bảo thỏa mãn tối thiểu các yêu cầu sau: an toàn về hóa học, về cơ lý, về điện, điện từ, về cháy nổ và an toàn về âm thanh. Nói cách khác, đồ chơi an toàn chỉ được phép chứa hàm lượng các chất độc hại dưới mức tiêu chuẩn. Âm thanh của các đồ chơi phát ra tiếng hoặc đồ chơi có nắp đậy phải được giới hạn về cường độ. Mức độ âm thanh cao quá có thể gây ảnh hưởng lớn đến khả năng nghe của trẻ sau này. Khi chọn đồ chơi cho bé, các bậc phụ huynh nên chọn mua sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm của các nhà sản xuất uy tín, có các chứng nhận an toàn được cơ quan có thẩm quyền cấp, và cần lưu ý sản phẩm phải có tiếng Việt. Cha mẹ cũng nên đọc và hiểu rõ những điều này để hướng dẫn bé chơi an toàn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên thường xuyên vệ sinh đồ chơi cho bé để hạn chế vi khuẩn phát sinh. Nên có một khu vực riêng cất giữ đồ chơi cho bé, tránh để lẫn lộn với các đồ vật khác nhằm hạn chế nhiễm bẩn.